Chương 18 Phần thưởng cho Dobby Phải mất một lúc, cả căn phòng im phăng phắc. Khi đồn, Harry, Ginny và thầy Lockhart xuất hiện ở ngưỡng cửa, đầy mình dính rác rưởi nhớp nháp và cả máu nữa. Trong trường hợp của Harry, rồi có tiếng gào lên. Ginny! Đó là tiếng bà Weasley nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở trước lò sưởi bà đứng bật dậy ông weasley cũng bật dậy theo vợ cả hai lao vào ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. tuy nhiên harry lại không chú ý đến nỗi vui mừng của ông bà weasley lắm nó nhìn thấy phía sau lưng họ giáo sư dumbledore đang đứng cạnh bệ lò sưởi tươi cười trong khi giáo sư McGonagall đứng kế bên cụ thì vừa chắp tay lên ngực vừa thở hổn hển. Con phượng hoàng Focus bay lướt qua tay Harry và đậu lên vai cụ Dumbledore. Rồi ngay lúc đó, Harry nhận ra cả nó và Ron đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông bà Weasley. Con đã cứu em nó, chính con đã cứu Ginny. Làm sao mà con làm được vậy? Giáo sư McGonagall cũng nói không ra hơi Tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều muốn biết điều đó Bà Quisley buông Harry ra Nó ngập ngừng trong chốc lát Rồi đi tới cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall Đặt lên đó cái nón phân loại Thanh kiếm cẩn hồng ngọc Và phần còn lại của quyển nhật ký bị đốt cháy Xong xuôi Harry bắt đầu kể cho mọi người nghe mọi chuyện Suốt gần 15 phút đồng hồ Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người. Nó kể lại giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, mà cuối cùng lại chính Hemion phát hiện đó là tiếng nói của con tử xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó và Ron đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu rừng cấm như thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn nhân cuối cùng của tử xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm thế nào mà nó đoán ra con ma khóc nhẹ chính là nạn nhân đó. Và làm sao suy ra được lối vào phòng chứa bí mật lại có thể ở trong buồng tắm. Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonagall hỏi ngay. Giỏi lắm, vậy là các trò đã tìm ra cửa vào phòng chứa bí mật. Ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của trường thành rác dụng. Nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter? Thế là Harry bằng giọng đã bắt đầu khào khào vì nói hơi nhiều, lại kể tiếp về sự xuất hiện đúng lúc của Focus và về cái nón phân loại đã tặng cho nó thành kiếm. Nhưng rồi nó bắt đầu ấp úng. Cho tới lúc đó nó vẫn cẩn thận tránh nói đến quyển nhật ký của Riddle và tránh nói đến Ginny. Cô bé đang đứng dựa đầu vào vai bà mẹ Nước mắt vẫn còn tuôn thành dòng lặng lẽ trên đôi má. Nếu người ta đuổi Ginny thì sao? Harry nghĩ tới mà kinh quản. Nhật ký của Riddle bây giờ không còn tác quái nữa. Làm sao chứng minh được chính Riddle là kẻ đã sai khiến Ginny làm tất cả mọi chuyện đã qua đây? Theo bản năng, Harry ngước nhìn cụ Dumbledore, cụ thoáng mỉm cười ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt kiến hỉnh nửa dành trăng. Cụ đâm lê đò lên tiếng nhẹ nhàng. Điều làm ta thú vị nhất là làm thế nào mà chúa tể hắc ám Voldemort có thể mê hoặc được Ginny khi mà theo nguồn tin của ta thì hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu ở tận Albania. Harry cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, một sự nhẹ nhõm trong vinh quang lân lân lan tỏa khắp người. Ông Quisley thốt lên bằng giọng sửng sốt. C cái gì? Kẻ mà ai cũng biết là ai đó hả? M mê mê hoặc Ginny sao? Nhưng mà Ginny... Ginny đâu có, phải không Ginny? Harry lượm cuốn nhật ký lên đưa cho cụ Dumbledore lê nói nhanh. Chính là quyển nhật ký này, Riddle viết khi còn là một học sinh 16 tuổi. Cụ Dumbledore cầm quyển nhật ký Harry đưa, chĩa cái mũi khoằm dài thòng của cụ vào những trang giấy đã bị cháy xém và ướt sũng, cụ nói nhẹ nhàng. xuất chúng, hiển nhiên rồi. y có lẽ là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts. cụ quay qua nói với gia đình Weasley đang trông ra dáng ngạc nhiên, chưng hửng hết sức. rất ít người biết rằng Chúa tể hắc ám Voldemort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle chính ta đã dạy y cách đây 50 năm tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường, y biến mất, đi xa và đi nhiều, lúng sâu vào nghệ thuật hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta. Trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi y lại nổi lên thành chúa tể hắc ám Voldemort. Khó mà nhận ra được y nữa, hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa chúa tể hắc ám Voldemort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường. Bà Quisley hỏi, Nhưng mà còn Ginny, Ginny của chúng tôi thì có liên quan gì đến đến kẻ đó? Ginny thổn thức, Quyển, quyển nhật ký, con đã viết vô quyển nhật ký của anh Riddle, rồi ảnh, anh viết lại cho con suốt cả năm học. Ông Weasley cực kỳ kinh ngạc. Ginny, chẳng lẽ ba chưa hề dạy con điều gì hết sao? Bà đã chẳng thường nói với con cái điều gì nào, rằng đừng bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình chưa nhìn thấy được não nó nằm đâu. Tại sao con không đưa cho ba hay má con coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đầy pháp thuật hắc "Tháng rồi. Ginny vẫn thổn thức. Con, con không biết. Con thấy nó nằm trong đống sách mà má mua cho con. Con tưởng, con tưởng ai đó bỏ quên. Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore Đo cắt ngang câu chuyện giữa cha con nhà Weasley. Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức, sẽ không bị kỷ luật gì đâu những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều, mà còn bị chú tể hắc ám Voldemort lừa bịp nữa là. Cụ đâm sải bước tới bên cánh cửa, mở ra, và thầy cúi xuống ân cần, nháy mắt với đi nói tiếp. Còn hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sô-cô-la nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Bà Bonfrey vẫn còn thức đó Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm Thầy dám nói là mấy nạn nhân của tử xà Sẽ tỉnh lại trong chốc lát mà thôi Ron mừng rỡ reo Vậy là Hermione khỏe rồi Cụ Dumbledore còn trấn an Ginny lần nữa Hiện không còn hậu quả tai hại nào Để lại nữa đâu Ginny à Bà Weasley dẫn Ginny đi ra Ông Quisley cũng đi theo. Trong ông Quisley có vẻ vẫn chưa hết sốc. Cụ Dumbledore nói với giáo sư McGonagall với một vẻ đầy ưu tư. Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tôi xin nhờ bà đi xuống nhà bếp đánh thức họ dạy dùm tôi, được không? Được chứ. Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa và nói, Tôi để cho ông xử Harry và Ron nha. Cụ Dumbledore bảo, Đương nhiên rồi. Giáo sư McGonagall đi rồi, Harry và Ron chăm chú nhìn cụ Dumbledore. Không dám chắc điều gì sắp xảy tới cho tụi nó. Giáo sư McGonagall nói cụ Dumbledore xử tụi nó chính xác là ngụ ý gì? Chắc chắn chắc chắn là tụi nó không bị trừng phạt chứ. Cụ đùm lê đo lên tiếng. Thầy nhớ, hình như thầy có nói với các con rồi, rằng nếu mà các con vi phạm nội quy của trường một lần nữa, thì thầy sẽ phải đuổi các con. Rôn há hốc miệng kinh hoàng. Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình. Cụ đùm lê đo mỉm cười nói tiếp. Cả hai con sẽ được thưởng quy chương công lao đặc biệt đối với trường và để thầy coi. Ờ, uh, mỗi đứa được 200 điểm cho nhà Gryffindor. Ron khép miệng lại và bắt đầu hồng lên rạng rỡ như những bông hồng của thầy Lothar vào ngày lễ tình yêu. Nhưng có một người trong chúng ta sao cứ giữ im lặng tuyệt đối về vai trò của mình trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này thế? Cụ đùm nói Sao mà khiêm tốn quá vậy ông Ginderoy Harry giật mình Nó đã hoàn toàn quên bén thầy Lockhart Quay đầu lại tìm Harry thấy thầy Lockhart đang đứng ở góc phòng Vẫn mỉm một nụ cười vu dơ trên gương mặt ngơ ngơ Khi cụ đùm hướng về thầy Lockhart mà nói Thì thầy Lockhart lại ngoái đầu ra sao coi cụ đùm lê đang nói chuyện với ai ron nói mau thưa thầy đừng lê đo lúc ở dưới phòng chứa bí mật có xảy ra một tai nạn giáo sư lót Kha... tôi mà là giáo sư hả thầy lót khát mỉm cười hơi ngạc nhiên ông kêu lên ô trời ơi vậy mà tôi cứ tưởng tôi chẳng còn trông mong được gì nữa ron giải thích nho nhỏ với cụ dum lê đo thầy định dỡ bùa lú ra để ếm tụi con, không về bị phản đòn tổ quả nhập ma luôn. Khốn khổ! Cụ đâm lê đo, lắc đầu, chòm râu bạc và dài của cụ rung nhẹ nhẹ. Kiếm mình đâm lưng mình rồi, anh Ginderoy ơi! Kiếm hả? Thầy lo khát hỏi lại lờ mờ. Tôi đâu có cây kiếm nào đâu, thằng nhỏ kia có kìa. Thầy lo kha chỉ vào Harry nói thêm Nói nó, nó sẽ cho ngài mượn kiếm Cụ đâm lê đo bèn quay qua Ron bảo Thầy phiền con gắt dùng giáo sư lo qua bệnh thất luôn Thầy còn có đôi lời muốn nói với Harry Thầy lo đúng đỉnh đi ra Ron cũng đi ra nhưng lén nhìn một cái nhìn đầy tò mò về phía Harry và cụ Dumbledore khi nó khép cánh cửa lại. Cụ đâm lê đo bước ngang phòng Đến bên mấy cái ghế cạnh lò sưởi Cụ bảo Ngồi xuống đi Harry Harry ngồi xuống Cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ Đôi mắt cụ đâm lê đo lại lấp lấy khi cụ nói Trước tiên Thầy muốn cảm ơn con Harry à Hẳn là con đã chứng tỏ cho ta thấy Một tấm lòng trung thành thực sự Lúc ở dưới phòng chứa bí mật đó. Chứ nếu không thì không có cách nào để gọi Focus đến cứu con được. Cụ Dumbledore rút ve con Phượng Hoàng và con kim vỗ cánh nhẹ nhẹ trên đầu gối cụ. Harry nhe răng cười ngượng hiệu trong khi cụ Dumbledore vẫn chăm chú nhìn nó. Cụ nói một cách ưu tư. Vậy là con đã gặp Tom Riddle. Thầy đoán con là người nó để ý đến nhiều nhất. Bỗng nhiên, cái điều đang dày dò Harry chợt nhảy sổ ra khỏi miệng. Thưa thầy Dung-Lê-đo, biết rồi nói là con giống nó lắm. Nó nói giống một cách kỳ lạ. Ủa, nó nói vậy hả? Cụ Dung-Lê-đo vẫn trầm ngâm nhìn Harry bằng đôi mắt xanh sáng dưới đôi chân mày rậm bạc vơ. Vậy con nghĩ sao hả Harry? Harry nói, không có ý nói lớn như vậy, nhưng đúng là giọng nó có hơi to. Con không tin là con giống nó. Ý, ý con nói là, con, con là học sinh nhà Gryffindor, con là... Nhưng Harry đột ngột im lặng, một nỗi nghi hoặc vẫn ẩn giấu chợt trỗi lên trong đầu nó. Một lát sau, nó bắt đầu lại. Thưa thầy, cái nón phân loại nói với con là con sẽ phát huy tài năng nếu chịu vô nhà Slytherin. Có một thời gian mọi người đều nghĩ con là người kế vị Slytherin bởi vì con nói được xà ngữ. Cụ Dumbledore bình thản nói, "Harry à, con có thể nói được xà ngữ bởi vì Chúa tể Hắc ám Voldemort có thể nói xà ngữ. Y là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin." nếu mà thầy không nhầm lẫn quá đáng thì chính y đã truyền một ít năng lực của y cho con vào cái đêm mà y để thẹo cho con chẳng phải y cố ý làm vậy đâu thì chắc là harry nghe như sét đánh ngang đầu nó hãi hùng kêu lên voldemort truyền một ít năng lực của y cho con hả có vẻ như vậy lắm cho nên lẽ ra con phải vô nhà slytherin Harry tha thiết nhìn vào mặt cụ Dumbledore. Cái nón phân loại đã nhìn ra năng lực Slytherin ở trong con phải không? Và cái nón đã... Xếp con vô nhà Gryffindor. Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói. Harry, con nghe thầy nói đây. Con ngẫu nhiên có được nhiều phẩm chất mà Salazar Slytherin đã hãnh diện về những học sinh do ông ta đích thân chọn lựa. Con vừa có năng lực hiếm hoi của ông ta là xà khẩu, lại vừa tài xoay sở tháo giác, ý chí quả quyết và cả sự bất chấp luật lệ. trầm râu của cụ Dumbledore lại rung nhẹ nhẹ. Tuy nhiên cái nón phân loại vẫn đặt con vào nhà Gryffindor. Con biết tại sao như vậy mà, thử suy nghĩ coi. Harry nói bằng giọng suy sĩ nó cho con vô nhà Gryffindor, chẳng qua vì con xin nó đừng cho con vô nhà Slytherin. Đúng như vậy, cụ Dumbledore nói ngay, mặt rạng rỡ tươi cười. Điều đó làm cho con khác với Tom Riddle một trời một vực. Harry à, đâu phải chỉ nhờ vào năng lực của chúng ta không thôi, mà chính sự chọn lựa của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thật sự là ai. Harry ngồi bất động trên chiếc ghế choáng dáng. Cụ Dumbledore nói tiếp: Nếu con vẫn còn muốn có bằng chứng rằng con thuộc về nhà Gryffindor, thì Harry à, thầy cho là con nên nhìn kỹ cái này hơn. Cụ Dumbledore chồm qua bàn làm việc của giáo sư McGonagall, giói lấy thanh kiếm bạc còn giấy máu đưa cho Harry, díp dãn ngờ nghịch, Harry cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại. Hồng ngọc cẩn ở chui gươm phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Và rồi nó nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm có chạm khắc một cái tên. Godric Gryffindor. Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản. Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón phân loại Harry à. Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm gì với nhau, rồi cụ Dumbledore mở một ngăn tủ của cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall và lấy ra một cây viết lông ngỗng cùng một bình mực. "Bây giờ Harry à, cái con cần là ăn và ngủ. Thầy cho là con nên đi xuống nhà bếp để thưởng thức một bữa tiệc ra trò, trong khi thầy viết một bức thư gửi đến nhà ngục Azkaban." chúng ta cần phải đưa người giữ khóa của chúng ta về trường và thầy cũng phải soạn một cái rau vặt cho tờ nhật báo tiên tri nữa cụ đùm lê đo nói thêm vẻ nghĩ ngợi lung lắm chúng ta cũng sẽ phải cần một giáo sư mới để dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám khốn khổ thân ta dường như chúng ta cạn người làm chuyện này rồi thì phải Harry đứng dậy và đi tới cửa. Nhưng nó vừa mới chạm tay vào nắm đấm cửa thì cánh cửa bật mở ra, mạnh đến nỗi bung cả vào tường. Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lõm thóm đằng sau chân ông ta chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum. Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vị. Chào ông Lucius Malfoy. Ông Manfoy suýt xua ngã Harry khi ông băng ngang qua căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúng khúng dưới giặt áo khoác của ông. Cái mặt nó trông thiệt là khốn khổ khốn sở. Đôi mắt lạnh lùng của ông Manfoy nhìn chồng chọc vào cụ đâm lê đo. Ông Manfoy nói, Thì ra ông đã trở về, ban quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts hả? Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thản. "À, ông thấy đó ông Malfoy, hôm nay 11 thành viên khác trong ban quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận dông cú vậy. Họ nghe tin về vụ con gái ông Quisley bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng xét cho cùng tôi vẫn là người có năng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ. Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức. Ông Manfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng đôi mắt nghèo tì hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng. Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa? Cụ đâm lê đo đáp với một nụ cười. Chúng tôi đã làm xong. Giọng ông Manfoy đanh lại. Sao? Là ai vậy? Cụ Đâm Lê Đo bình thản nói Cũng dẫn người đó như lần trước ông Manfoy à. Chỉ có điều lần này, chúa tệ hắc ám Voldemort đã mượn tay người khác hành động thôi, bằng cuốn nhật ký này. Cụ Dumbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lũng một lỗ to ở chính giữa. Cụ chăm chú quan sát phản ứng của ông Manfoy, nhưng Harry thì lại chú ý Dobby. Còn gia tinh đang là một cử chỉ rất ư quái dị, đôi mắt to lồ lộ của nó nhìn chầm chầm Harry đầy ngụ ý. Tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Manfoy, rồi tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình. Ông Manfoy chậm rãi nói từng tiếng với cụ Dumbledore. Ta hiểu rồi. Cụ Dumbledore vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Manfoy, giọng đều đều. Một kế hoạch khôn khéo lắm, bởi vì nếu Harry Day và Ron bạn nó không phát hiện ra quyển nhật ký, thì có lẽ Ginny sẽ phải lãnh chịu tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không ai có thể chứng minh nổi là cô bé đã hành động một cách vô ý thức, mà chẳng qua chỉ là do kẻ khác mê hoặc sai khiến. Ông Manfoy không nói gì, bộ mặt ông bỗng dưng trơ ra như đeo mặt nạ. Cụ Dumbledore tiếp tục. Và thử tưởng tượng coi, khi ấy thì điều gì có thể xảy ra nào? Gia đình Weasley là một trong những gia đình thuần chủng xuất sắc nhất trong thế giới phù thủy chúng ta. Thử tưởng tượng đến tác hại và hậu quả sẽ ra sao đối với Arthur Weasley và đạo luật bảo vệ dân Muggle của ông. Một khi chính con gái của ông bị phát giác là kẻ đã tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình cô Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch. Nếu không thì ai mà biết được hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào. Ông Manfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cứng ngắt. Quả là rất may. Giọng ông ta rít qua kẻ răng nghiến chặt. Đằng sau ông ta, Dobby vẫn cứ tiếp tục chỉ trỏ vào quyển nhật ký, rồi chỉ vào ông Manfoy, rồi tự đấm vào đầu mình. Và Harry chợt hiểu ra, nó gật đầu ra hiệu cho Dobby, con gia tinh bèn lùi vào góc phòng, tự déo tay mình để tự trừng phạt. Harry lên tiếng hỏi, Thưa ông Manfoy, ông có muốn biết làm sao mà Ginny có được quyển nhật ký đó không? Ông Manfoy ngoảnh đầu nhìn Harry, ông đáp lạnh lùng làm sao ta có thể biết được bằng cách nào mà con nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký đó chứ? Harry nói, ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà, trong tiệm sách phú quý và cơ hàng đó, ông đã giả đò cầm cuốn sách giáo khoa môn biến của Ginny lên chê bai này nọ, rồi từ lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không? Bàn tay trắng nhách của ông Manfoy nắm chặt rồi mở ra, ông rít lên bằng chứng đâu. Cụ đùm lê đò quay sang mỉm cười với Harry. Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy đâu. Nhất là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyển sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông, ông Manfoy à, không nên đưa ra thêm những món đồ khác của chúa tể hắc ám Voldemort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của hắn, mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì tôi nghĩ ông Arthur Weasley chắc chắn sẽ truy tìm ra được nguồn gốc mấy món đó là xuất phát từ ông. Ông Manfoy đứng lặng mất một lúc. Harry nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải của ông ta dặn dẹo như thể ông ta rất 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 muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tinh của mình. Đi thôi đó biệt. Ông Manfoy dặn nắm đấm cửa mở ra và con gia tinh liếu riếu chạy theo chân bị ông tống cho một đá văng qua khung cửa. Cụ Dumbledore Lê Đo và Harry đều nghe thấy tiếng con gia tinh trên la đau đớn khi lết dọc suốt hành lang. Harry đứng chân ra suy nghĩ một lúc rồi một ý tưởng vĩ đại đột nhiên hiện ra trong óc nó nó hối hả nói với cụ Đâm Lê đo thưa thầy xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật ký đó cho ông Manfoy. cụ Đâm lê đo điềm nhiên đáp đương nhiên là được chứ harry nhưng mà mau chân lẹ tay lên con không nhớ bữa tiệc đang đợi con sao harry chụp ngay cuốn nhật ký trên bàn và phóng như mũi tên ra khỏi văn phòng nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la vì đau đớn của Dobby. Lúc này đang vòng qua một góc cuối hành lang. Harry vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc vớ dơ hầy khỏi chân và nhét cuốn nhật ký vô trong chiếc vớ. Vừa làm, Harry vừa tự hỏi không biết âm mưu của nó liệu có thành công không. Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống hành lang tối thui. May sao Harry bắt kịp ông Manfoy và Dobby ở đầu cầu thang. Nó vừa ghiềm chân đứng lại, vừa thở hổn hển nói. Ông Manfoy, cháu có cái này gửi trả ông. Vừa nói, Harry vừa dúi cuốn nhật ký vô tay ông Manfoy. Cái gì? Ông Manfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt ngào mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc, ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy. Ông quay lưng bỏ đi. Đi thôi Dobby, tao biểu đi, nghe không? Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích, con quỷ lùng này đang mân mê chiếc giớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời. Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ. con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc: Ông chủ đã ban cho Dobby. Ông Manfoy nạt. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Dobby nói bằng một cái giọng không tin được dù đó là sự thật. Dobby được cho một chiếc vớ, Ông chủ đã luyện nó và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby, Dobby được tự do. Ông Manfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh. Giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại xong tới Harry. Mày làm cho tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng quắc con. Nhưng Dobby hét lên. Ông không được đụng tới Harry Potter. Một tiếng nổ to vang lên. Ông Manfoy bị văng ngược ra sau té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống sọc sệt dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông rút cây đũa phép ra, nhưng Dobby đã dơ lên một ngón tay dài đe dọa. Ngón tay dài đó chỉ xuống ông Manfoy và giọng con quỷ lùng nghe dữ tợn. Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hồng đụng tới Harry Potter! Cút ngay bây giờ đi! ông Manfoy thiệt tình không còn lựa chọn nào khác nữa. Quăng cho Harry và Dobby một cái nhìn hằng học cuối cùng. Ông Manfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội giả đi khuất mắt. Con quỷ lùng ngước nhìn Harry đâm đâm, kêu lên bằng cái giọng the thế chói tai của giống quỷ. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby! Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất, phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn do lồ lộ của con quỷ lùng. Nó lại kêu lên the thé. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby. Harry nhe răng toét miệng cười. Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chứ. Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tôi nữa. Bộ mặt nâu xấu xí cực kỳ của con quỷ lùng bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đầy răng. Khi Dobby giúp mang lại chiếc giớ vô chân Harry, Harry nói Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi Dobby à, bạn nói với tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến kẻ mà chớ gọi tên ra, bạn còn nhớ không? Vậy thì... Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá mà. Thưa cậu, đó là một manh mối mà, tôi đã chỉ cho cậu một manh mối, cậu không hiểu sao, Vậy chúa tể hắc ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả được phải không? Harry đành ậm ừ. Ờ phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Có một bữa tiệc dọn sẵn rồi. Và bạn tôi Hermione chắc bây giờ đã tỉnh lại. Dobby dùng hai cánh tay ôm chầm nửa người dưới của Harry, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn ngào. Tạm biệt Harry Potter. Harry Potter vĩ đại hơn Dobby tưởng rất nhiều. Và rồi búng tay một cái tách thật to, Dobby biến mất. Ở trường Hogwarts, Harry đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình, nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm đến sáng bét. Harry không thể nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào. Lúc Hemion chạy ào về phía nó kêu la thất thanh. Bạn đã phá án rồi, bà đã phá án rồi. Hay lúc Justin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghi ngờ nó. Hoặc khi lão heo Hagrid đột ngột xuất hiện lúc 3 giờ rưỡi sáng, thân ái dỗ lên Di-ron và Hemion một cái, làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt. Rồi khi có người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho nhà Gryffindor 400 điểm, bảo đảm trong niên học này cúp nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết. Hermione kêu, Ôi đừng miễn! Hay là khi cụ Dumbledore tuyên bố rằng thật không may, giáo sư Lokha sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa. Do bởi vì rằng thì là giáo sư cần phải đi đâu đó để tìm lại trí nhớ của mình. Không ít giáo sư phụ quả đám học trò hò reo khi nghe tin này. Ron vừa lấy thêm cho mình một miếng bánh cam trét mứt vừa lầm bầm. Thiệt là nhục, mình vừa mới bắt đầu khoái ổng, Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám đã phải bãi bỏ. Ron an ủi cô bé Hermione bất bình vì mất học. Nhưng mà tụi mình cũng đã được thực tập môn này khá nhiều đó chứ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Manfoy đã bị loại ra khỏi chức quỹ viên hội đồng quản trị trường Hogwarts. Draco Manfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của nó nữa. Ngược lại trong nó bực bội quạo quọ, cao có rầu rĩ đến phát thương. Trong khi đó, cô bé Ginny bây giờ đã lại hoàn toàn vui tươi hớn hở. Chẳng mấy chốc là đến ngày lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Harry, Ron, Hermione, Fred, George và Ginny xí nguyên một toa cho cả đám. Tụi nó tận dụng những giờ cuối cùng còn được trổ tài pháp thuật để chơi cho đã. Cả bọn chơi đánh bài xin nổ, đốt tới viên pháo bung xòe cuối cùng của Fred và George. Rồi tụi nó thực tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Harry chơi giỏi hơn hẳn mấy đứa kia. Sắp tới gà ngã tư vua thì Harry sực nhớ ra một chuyện. Ginny ơi, em đã thấy anh Percy làm chuyện bí mật gì mà ảnh không cho em kể lại với tụi anh vậy? À, chuyện đó hả? Ginny cười khúc khích mãi. Ôi, chuyện đó, anh Percy có bồ. Fred sửng sốt buông cái túi đựng sách rớt cả xuống đầu George. Cái gì? Ginny nói, Bộ của ảnh là chị huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, chị Benelope đó. Suốt mùa hè năm ngoái, anh Percy chỉ toàn lo viết thư cho chị. Mấy anh nhớ không? Tới chừng vô trường học, hai anh chị vẫn thường bí mật gặp nhau. Có một lần em đang đi tới, thì bắt gặp hai anh chị đang hôn nhau trong một phòng học trống. Mấy anh không thấy sao? Anh Percy buồn khổ biết chừng nào khi chỉ bị quá đá. Ginny kể xong lại lo lắng nói thêm. Mấy anh đừng có chọc ghẹo anh Percy nha. Fred rạng rỡ như thể sinh nhật của nó được tổ chức sớm. Dạ, tôi không dám mơ tưởng tới chuyện đó đâu cô. Chót phụ quả với niềm vui ngầm kềm nén. Dĩ nhiên là không chọc rồi. Tàu tóc hành Hồ từ từ chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẫu giấy da quay lại phía Hermione và Ron. Nó nói với Ron, cái này gọi là số điện thoại. Nó hí hoáy viết hai lần, rồi xé tờ giấy da làm hai, đưa cho Hermione và Ron, mỗi đứa một miếng. Hồi mùa hè năm ngoái, mình có nói với ba của bạn về cách sử dụng điện thoại của dân Mergo, bác sẽ biết xài thôi. Nhớ gọi cho mình ở nhà dì dưỡng Dursley nha. Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè, chỉ có mỗi thằng Đất lê để mà trò chuyện đâu. Hermione xuống tàu, nhập vào đám đông đang súng xích tụ về cái hàng rào bị bùa phép quá thành cổng vào sân ga số 9 3 phần 4. Hemio nói, Dù thế nào thì dì dưỡng bạn cũng sẽ tự hào về bạn lắm. Một khi họ biết được bạn đã lập được thành tích gì trong niên học vừa qua. Tự hào hả? Harry trố mắt hỏi lại. Bạn có điên không? Bao nhiêu phen mình suýt chết mà mình có chết được đâu. Dì dưỡng dám nổi điên lên thì có cánh cửa vào thế giới mơ mở ra và cả bọn cùng nhau bước qua.